Xin chào anh chị. Ở video trước, bên em đã giới thiệu sơ bộ về các kích thước máy nghiền khô hiệu Ririhong và có xay thử một vài loại nguyên liệu. Tuy nhiên là trước khi chọn mua thì cũng có nhiều anh chị phân vân giữa các kích thước máy nên chọn cỡ nào, máy có thể xay các loại nguyên liệu gì và giữa các loại máy này có sự khác biệt ra sao, chi tiết của máy rồi hoạt động như thế nào. Cho nên là hôm nay bên em lên cái video này để nói rõ hơn về chi tiết những cái vừa rồi cho anh chị có thể dễ lựa chọn. Về dòng máy này á thì có thể xay nghiền các loại nguyên liệu như là thuốc bắc, thuốc nam, khô thật là khô, cứng thật là cứng, kể cả rễ cây, lá cây, các loại hạt. Đối với rễ cây, lá cây thì cần được cắt nhỏ. Các loại đậu khô như là đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, gạo vân vân. Tuy nhiên là không dùng để xay các loại hạt như là hạt mắc mật còn ẩm hoặc các loại hạt có chất dầu như đậu phộng, mè, mắc ca hoặc là ốc chó. Về cấu tạo của máy, bên trên là cái nồi để chứa cái nguyên liệu xay. Tùy theo cái kích cỡ lớn nhỏ mà nhà sản xuất sẽ đánh ký tự là 100, 200, 500, 1000, 2000 hoặc 3000. Tạm gọi tương ứng là 100g, 200g nguyên liệu. Thì cái con số này nó chỉ là ở mức tương đối thôi. Vì mỗi loại nguyên liệu nó sẽ có khác nhau về độ lớn nhỏ cũng như là trọng lượng riêng khác nhau. Ví dụ như 1kg gạo và 1kg lá trà xanh thì cũng là 1kg nhưng mà có cái thể tích khác nhau. Cho nên là khi mà lựa chọn thì mình cần xem kỹ kích thước của máy cho phù hợp với nhu cầu. Bây giờ thì em sẽ mở thử một cái máy. Đây là cái máy 100. Anh chị có thể quan sát ha, ở đây là lưỡi dao nè. Lưỡi dao này nó sẽ gắn với cái động cơ ở phía bên dưới qua một cái trục bắt ốc vít như thế này. Các cái khớp nối này á, nó hoàn toàn không có cái khả năng chống thấm nước. Cho nên là máy này không có chức năng xay được các đồ ẩm ướt như cá, thịt, cua các loại. Lưỡi dao này á, nó có cái độ cứng cao, nó không sắc bén. Bởi vì máy hoạt động dựa trên nguyên lý là quay tốc độ lớn để nghiền bể các loại nguyên liệu thôi. Khi máy chạy với cái lượng nguyên liệu vừa phải thì máy sẽ làm vỡ mịn từng đợt nguyên liệu ra. Nếu chạy thời gian ngắn thì có thể chỉ một ít bột được mịn thôi. Nếu như mà mình ngưng giữa chừng thì mình có thể là sẽ rây cái bột nó đã mịn rồi ra phía bên ngoài và tiếp tục xay những cái nguyên liệu mà nó còn chưa đạt yêu cầu mịn mong muốn. Hoặc nếu không thì mình có thể để thời gian xay dài hơn. Đối với tất cả các loại máy á, thì mình luôn luôn lưu ý là máy móc thiết bị nào mà muốn sử dụng bền lâu thì đều không nên sử dụng tối đa cái công suất. Vì vậy là nguyên liệu cho vào cối chỉ được tối đa là khoảng tầm 2/3 cối thôi thì máy nó có thể chạy ở cái trạng thái tốt nhất. Các trường hợp mà nó gây nên cái sự quá tải là khi mà mình cho nguyên liệu vào quá đầy cối, hoặc là nguyên liệu còn ẩm ướt, hoặc là chưa được cắt nhỏ làm quấn vào cái lưỡi dao này, hoặc là máy chạy liên tục quá lâu. Thì ở trong cái trường hợp máy bị quá tải thì nó sẽ có cái nút này. Ở hai cái dòng nhỏ này thì không có nút reset ha. Còn ở bắt đầu từ dòng 500 đến 1000, 2000, 3000 thì nó đã có cái nút reset. Đây, đây là nút reset. Ví dụ như là máy hoạt động quá tải thì tự động nó sẽ ngắt và cái nút này nó sẽ bung cao lên. Thì anh chị chỉ việc chờ khoảng từ 3 đến 5 phút cho máy nó nguội thì mình có thể ấn nút này và máy có thể chạy lại bình thường. Nếu tình trạng quá tải mà nó tự ngắt, nó xảy ra thường xuyên, tức có nghĩa là nhu cầu sử dụng đã cao hơn với khả năng đáp ứng của máy, mình cần canh chỉnh lại, giảm lượng nguyên liệu trong máy hoặc là trang bị thêm cái máy khác để phục vụ cho cái nhu cầu công việc của mình ha. Đây là cái dòng mà máy nắp cài chứ không phải là nắp vặn bằng ren. Thì thiết kế chung của cái dòng nắp này là đều có các cái con ốc ở bên hông cái nắp này để vặn siết. Ở phía bên dưới các cái nắp đều có một cái vòng ron cao su để bịt kín tránh bột bay ra ngoài. Đối với dòng nhỏ là 100, 200 và 500 thì nó chỉ có hai ốc thôi. Như vậy là đủ để cho cái diện tích của cái cối rồi. Còn lên tới dòng 1000, 2000, 3000 thì đều có ba con ốc hết. Này, đều có ba ốc hết. Vặn ba ốc thì cực kỳ chắc chắn luôn.
ở đây là các con ốc này là đều được thiết kế là có cái đầu vặn. Điều này có nghĩa là vặn chặt hay lỏng thì người dùng đều có thể tự quyết định được. Nếu mà mình thấy bột nó có bị văng ra ngoài thì mình có thể siết chặt con ốc này thêm vào trong cái nắp máy. Thao tác chỉ đơn giản là cho nó vào trong đúng khớp của nó và siết chặt lại đến khi nào mà máy nó không còn di chuyển được nữa. Thì ở đây nó có chữ open và close nè. Thì khi mà mình khóa lại, vặn chặt lại, sau đó bẻ ngược cho cái chữ close này lên trên, khóa nắp. Rồi. Máy này sẽ sử dụng chổi than để khởi động. Vì vậy trong quá trình máy chạy có thể có tia lửa bắn ra phía bên dưới máy ở những cái lỗ thông gió này nè. Do là cái chổi than nó bị mài mòn, cho nên là bất cứ lúc nào mà cái máy của mình nó khởi động không được thì mình cũng nên kiểm tra cái chổi than này xem là nó còn hay không. Và khi mà máy mang về thì anh chị cũng nên kiểm tra là coi cái chổi than này đã được gắn chặt chưa. Đây là cái chổi than. Khi mà mình sử dụng thời gian thì nó sẽ mòn dần cái chổi than này, là cái phần than này nó sẽ bị ngắn đi. Khi gắn vào thì phải gắn thật là chặt, siết thật là chặt để chổi than nó nằm đúng vị trí của nó. Về kích thước của máy, máy 100 là nhỏ nhất, phù hợp với nhu cầu xay cá nhân hoặc là thỉnh thoảng mới xay một lượng ít thôi. Máy thiết kế là đơn giản nhất, chỉ bao gồm thân máy, công tắc, đây, cầu chì. Máy này thì nó nhỏ, xay lượng ít cho nên là nó sẽ không có cần phải chỉnh thời gian. Ở đây nhà sản xuất họ sẽ không thiết kế cái nút vặn chỉnh thời gian đâu. Qua cái dòng 200g thì bắt đầu là có thêm cái tay cầm. Ở đây lại không có công tắc, mà cái nút vặn chỉnh thời gian này đóng vai trò là công tắc. Cắm điện vô, bật cái công tắc này lên thì máy nó bắt đầu nó chạy. Anh chị có thể nghe đây là cái tiếng rơ le. Rơ le này nó đang trả ngược trở lại, có nghĩa là ví dụ mình bật lên số 1 thì máy bắt đầu chạy và từ từ sẽ trả về đến cái off này. Cái này nó quay từ từ đến off là nó sẽ tắt máy, sẽ định được một cái khoảng thời lượng để mình xay cái lượng nguyên liệu đó. Ví dụ mình để mức số 2 thì nó sẽ lâu hơn mức số 1. Và lưu ý là khi mà sử dụng thì mình chỉ vặn tới thôi. Nếu mà mình có nhu cầu, thực sự có nhu cầu mình muốn tắt máy ngang á, thì mình phải rút điện, không nên bẻ ngược, sẽ bị gãy cái rơ le này thì sẽ không hoạt động được nữa. Đây, khi mà nó trả về không thì nó sẽ tắt một tiếng và tắt máy, nó không còn chạy nữa. 500g. Cái dòng này cũng có rơ le luôn, có rơ le thời gian, có rơ le reset. Và đây là đèn báo có điện. 100, 200 thì nó nhỏ, cái lượng nguyên liệu nó xay ít cho nên là mình có thể là tự bưng cái máy lên nhẹ nhàng, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà 500g thì bắt đầu nặng rồi, cho nên là sẽ có cái chế độ là nghiêng. Đây, có cái đế đứng vững và có chế độ là nghiêng để mình đổ nguyên liệu ra sau khi mà máy nó xay xong. Về cái phần thiết kế thì dòng 500, 1000 và 2000 thì sẽ có thiết kế hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về cái độ lớn của cái cối chứa này thôi. Đến dòng 3000 là cái dòng lớn nhất. Dòng này thì sẽ xay được cái lượng nguyên liệu nhiều hơn, được trang bị một cái công tắc như thế này. Không có rơ le chỉnh thời gian, bởi vì cái lượng xay nhiều, không nên để xay lâu đến mức trăm như các máy kia. Chỉ cần xay một cái khoảng thời gian ngắn là tầm khoảng 1 hoặc 2 phút và canh nguyên liệu được rồi là mình ngưng thôi. Nếu xay lâu thì máy cũng sẽ tự ngắt để đảm bảo cho là máy không quá nóng. Và tất nhiên là bất cứ khi nào mình cảm thấy muốn ngưng thì mình đều có thể bấm công tắc để ngưng được. Đối với dòng từ 500 trở lên thì có cái ray bột. Cái ray này thì như lúc nãy em có nói là có tác dụng là ví dụ như mình xay mà cái nguyên liệu của mình nó chưa có nhuyễn hết đó, thì mình có thể ray cái nguyên liệu mà còn cái nào mịn rồi thì thôi, còn cái nào mà chưa đạt yêu cầu thì mình có thể tiếp tục xay tiếp. Em mở ra để anh chị có thể quan sát ở phía bên trong độ rộng của từng cái nồi chứa để mình dễ dàng lựa chọn.
500, 1000, 2000, 3000. Ở đây á, thì có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng để máy có thể bền nhất là ở đây các dòng mà có trục nghiêng này. Đây, trục nghiêng này là để đổ nguyên liệu ra chứ không phải để lắc cho đều nguyên liệu khi mà máy nó đang chạy. Một số người sử dụng họ sẽ cắm điện cho máy chạy và lắc như thế này. Với cái việc giải thích là lắc như vậy cho nguyên liệu nó sẽ đều. Nhưng mà anh chị có thể quan sát ở đây ha. Đây, ở trong cái lưỡi dao thì người ta có thiết kế nè. Có hai lưỡi dao quặp xuống phía bên dưới, hai lưỡi dao ngang và hai lưỡi dao phía bên trên. Hai lưỡi dao phía dưới và phía trên này nó có tác dụng là nó sẽ đảo đều nguyên liệu trong quá trình xay. Không cần mình phải hỗ trợ máy bằng cách là nghiêng đổ, nghiêng hoặc là lắc gì hết á, không cần phải lắc. Bởi vì khi mà máy quay ở một cái trục quay tròn đều như vậy, ở một cái tốc độ rất là lớn mà mình lắc thì sẽ làm lệch tâm. Về lâu dài thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới motor, tới động cơ của máy. Chính tự thân cái máy này nó cũng đã trộn đều nguyên liệu rồi, kể cả không cần lắc nó vẫn có thể xay tốt. Bằng chứng là anh chị có thể xem cái video trước mà bên em đăng lên là bên em xay, xay hoàn toàn em để yên máy không có lắc một tí nào hết, nhưng mà nguyên liệu nó ra nó vẫn rất là mịn. Ở đây còn có một điều lưu ý nữa là máy được cái thiết kế là một cái nồi inox dày và được đậy kín, nguyên liệu xay khô cứng và tốc độ cao ở bên trong lòng nồi chứa này nó sẽ sinh ra một cái lượng diện lửa rất là lớn. Nguyên liệu sau khi xay nó sẽ nóng và hầm hơi nước, là cho nên nó sẽ gây ra cái hiện tượng vón cục. Cần phải trải bột ra và chờ một chút cho hơi nước nó bốc đi hết thì bột sẽ không bị vón, chứ không phải là do máy xay nó không có mịn. Trên đây là một số vấn đề quan trọng cần hiểu rõ trước khi chọn mua một chiếc máy xay hoặc nghiền bột khô cho nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân. Nếu mà anh chị có thêm bất kỳ một cái thắc mắc nào thì có thể liên hệ lại để bên em tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.